Theo đó vào chiều ngày 10 tháng 12, Công an thành phố Sầm Sơn đã tiến hành triệu tập hàng chục thanh thiếu niên đến từ... Chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào một ngày gần nhất. Vậy được không? Hôm nay thì đến đây có các anh chị để thăm ngay dịp lễ là 30 tháng 4 này lại thăm hả? Dạ. Quen trên mạng hết hả? Vigo hết rồi. Lúc đầu là fan. Em là fan không biết mình. Cái tên Bigo Line là bé dịch luôn. Dạ không, cái ID là N131097, gửi vô đó là ra. Chứ không phải đừng có viết cái tên. Viết cái tên không có ra. 131097. Dạ. N131097. Là 24 tuổi. Cái chữ cái đầu là chữ N á. Là lúc đầu em là fan. Vậy là lượng theo dõi nhí nhiều lắm rồi. Dạ không? Có mấy trăm mà anh ơi, tại vì cái app này em cũng mới tạo. Tiếng Anh luôn á, account á. Account là tiếng Anh gì nữa. Dạ, đúng rồi. Cái anh này em mới quen. Còn anh này cũng lâu lâu rồi. Còn bà này khỏi nói 5 năm rồi. 5 năm. Quen 5 năm. Còn em này 5 năm mà gặp nhau là lâu chưa? Gặp ngoài đời á. Vậy là em là đổ rau câu này qua đây đổ rau câu này với lại. Tại vì hứa tới năm ngoái tới năm nay mới qua đổ được ly rau câu đó nha. Nhưng mà động lực nào để mà cho em qua tới bên đây để chơi với nhí? Dạ thì chị em tụi em chơi với nhau lâu rồi, như cái khi nào mà em đi làm thôi, còn nếu mà rảnh thì em qua thăm. Mà cũng lỡ hẹn nhiều lần rồi tới nay mới qua được đấy. Vậy hả? Dạ. Nói chung là mấy chị em hiểu ý nhau hết. Rồi em mới biết tới bên đây là khoảng tháng rưỡi này. Em mới xuống đây lần đầu. Xuống là vì là fan hay là xuống vì thương mấy nhí? Xuống nói chung là có hai việc. Một là thăm lý dịch, sau nữa là sao anh? Nè, để em nói cho anh nha. Một là thăm em, còn hai là thăm chị đó. Chị nào? Chị này là chị tên Phương Dung. Phương Dung à? Hôm nay thì đến đây thì có bạn của bé nhí để thăm và ngồi sáng giờ luôn, ở đây luôn, sáng giờ luôn. Vậy đúng rồi. Không, mới qua hồi giấc chưa trưa anh, 9-10 giờ mới tới đây. Rồi bạn về buồn không bé nhí? Tối cũng gặp á, tại vì tối lên like lúc nào cũng gặp. Đêm nào cũng like hết hả? Dạ đúng rồi. Không like là buồn. Dạ đúng rồi. Lên nói chuyện với bà này nè. Fan hâm mộ trung thành đó. Gặp nhau có nghĩa là quen biết nhau trên mạng là 5 năm rồi đó. Dạ đúng rồi. Tình bạn bền chặt ghê ha. Chị kia cũng 5 năm đó nhưng mà chị kia hôm nay không có đi được. Ngoài cái top bạn này thì trước đây có nhiều bạn tái không nhỉ? Dạ không, cũng có mấy người thôi. Nhưng mà bây giờ người ta kiểu như có một chị cũng ở gần đây mà bây giờ chị có chồng có con mà cho nên chị cũng ít đi rồi. Mà mốt cô lấy chồng cô về Sài Gòn cô cũng bỏ tôi rồi. Cô về lại tôi cũng về được vậy. Nói câu buồn ghê không? Không có nói chuyện với bà kiểu hay nhõng nhẽo vậy. Mà có ai đâu bỏ. Ai đâu bỏ. Đúng không? Anh nói từ ban đầu. Ví dụ mà chồng tôi không cho về thăm thôi, tôi bỏ chồng tôi về đây. Chịu không? Anh, liệu hồn nha. Tụi em trên mạng á, là coi nhí là y như là út cưng nhà. Em thì em mới khoảng tháng mấy đây mới biết thôi, nhưng mà em đi xuống thấy cưng quá. Em coi chị hai vậy đó. Ông vừa mới nói gì vậy? Cầm cái viết kìa. Rồi. Đâu cho anh xem coi. Viết không có được, viết cái quá là nó không biết chịu. Nhí là được rồi, viết là được rồi. Nhưng mà em đọc là bình thường đúng không? Trong cái văn bản đọc á. Nói ra không biết sao chứ nhắn tin là không ai nhắn lại luôn. Nhắn tin không ai nhắn lại luôn. Anh mở một bài báo nhờ bé nhí đọc cho anh nha. Dạ ok ha. Bây giờ thì chắc có lẽ là mình sẽ kiếm một cái bài báo nào đó. Bây giờ vô dân trí ha. Báo không, anh muốn anh đọc cái gì cũng được thì anh soạn đi em đọc cho. Báo người lao động đi. Ơi. Đọc tin thời tiết. Đọc một cái tin nào nó cho nó tin giáo dục đi ha anh ha. Là tin sức khỏe. Đọc một đoạn hay là đọc hết thôi mà ta đọc một đoạn thôi nha. Em thích đọc nhiều em. À ok. Tùy em. Dạ. Ai quên dạ mà quên cứ ok qua. Tin khoa học đi. Khoa học nó hay hơn á. Dạ đây. Ừ. Đây. Một cái bài báo này em kéo lên. Cho anh quay quấy. Bắt cho. Chưa, anh bắt cho. Đây, bài báo này đây đó, dài lắm nha. Rồi, em đưa cao lên. Anh quay máy qua cho. Đây anh cầm cho em là được không? Để em cầm anh dễ không? Ừ. Nè, để này đây ha. Rồi. Đọc nha. Lần đầu tiên các nhà khoa học đã phát hiện dấu hiệu hóa học của gốc này không biết tiếng Anh trong bầu khí quyển một hành tinh hệ mặt ngoài hệ mặt trời, chính là một chất tẩy rửa khí quyển hữu hiệu. Nó là thứ vô cùng quan trọng đối với sự tồn sự sống trái đất vì giúp loại bỏ các khí ô nhiễm gây hại cho sinh vật như methane, cái gì đó, gốc OH. Thôi bây giờ kiếm lại một bài báo khác đi. Kiếm tiếng Việt đi bây giờ. Tiếng Việt hả? Cái này nó tiếng Anh quá. Em không biết tiếng Anh mà. Tin địa phương. Đây. Này cô bác anh chị. Này lái đua xe quá thế à. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của giám đốc, tự báo kìa, triệu tập hàng chục thanh niên đi xe máy bóp đầu ở Sầm Sơn. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa, công an thành phố Sầm Sơn đã nhanh chóng vào cuộc và bước đầu đã triệu tập hàng chục thanh niên thiếu niên đi xe máy lạng lách bóp đầu gây bức xúc ở Sầm Sơn. Sáng ngày 11 tin từ đội cảnh sát đúng không? Đâu? Cảnh sát. Đúng rồi, cảnh sát giao thông. Công an thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đã bước đầu điều tra làm rõ sự việc hàng chục thanh thiếu niên đầu trần đi xe máy lạng lách đánh võng bốc đầu trên đường Hồ Xuân Hương. Ngày hôm 6 đâu anh phải chỉ vô rồi. Ngày 6 tháng 12. Ngày 6 tháng 12 là đâu? Mới đây hay là cái báo này mới đây hay là lâu hay giờ? Đúng rồi, báo em phải hoang mang. Theo đó vào chiều ngày 10 tháng 12, công an thành phố Sầm Sơn đã tiến hành triệu tập hàng chục thanh thiếu niên đến từ các huyện Quảng Sương, thành phố Thanh Hóa để điều tra làm rõ hành vi tụ tập đi xe máy vi phạm luật giao thông, lạng lách đánh võng, gây rắc rối trật tự trên đường Hồ Xuân Hương, gây bức xúc dư luận nhân dân. Muốn đọc nữa không? Lỡ rồi mình đọc hết đọc này luôn đi. Những thanh thiếu niên bị triệu tập hầu hết là những người đang còn rất trẻ, thậm chí nhiều em đang còn ngồi trên ghế nhà trường với hành vi trên theo quy định. Theo quy định tại Nghị định 100/2019 sẽ bị phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Đồng thời người điều khiển phương tiện còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng. Nếu tái phạm sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng. Rồi, anh cảm ơn. Quá hay. Em cảm ơn anh. Ôi trời ơi, sao đọc hay dữ vậy? Tại vì hơi gung chứ mà đọc giọng MC chắc cũng hay lắm. Giả MC được luôn hả? Dạ không có. Tại em ghẹo với anh đó. Chứ không có đâu. Kiểu như mà nó hơi trầm trầm gì nè. Hài hước ghê chứ. Em mà cho đi thi thách thức trên này là ok rồi. Nhất luôn đó. Chịu không? Lỡ một ngày nào đó người ta đòi có một người nào đó đòi cưới em làm vợ em chịu không? Dạ không. Sao vậy? em hết sống với mẹ, em cũng không có nghĩ đến chuyện là sẽ lấy chồng mà. Sao vậy? Sao hả? Ta chịu mà. Lúc mà đó. Dạ mà đó giờ em không nghĩ đến chuyện đó, em chỉ nghĩ là nếu mà em có tiền lo cho mẹ em hoặc là em thích cái gì em mua thôi, chứ em không nghĩ đến chuyện trai gái. Người ta không chịu lấy mình làm vợ, người ta chịu nuôi mình cho đến lớn. Tại mẹ đâu sống với mình hoài đâu. Đúng. Tới đâu thì hay tới đó, chứ bây giờ nhưng trong lòng em không có muốn. Nhưng người ta tự nguyện về đã làm rễ ra ở đây là... Dạ không luôn, em cũng không. Em đã nói, em nói là em không gọi là không có thích một người nào đó mà chịu ở đây nuôi em hoài luôn, người lạ thôi. Dạ không làm gì có người đó anh. Biết đâu, cổ tích có thiệt mà. Dạ không, nhưng mà thật sự là em không có nghĩ đến cái vấn đề đó. Em nói thiệt. Chuyện sọ dừa ở dưới Vũng Tàu đã có rồi đó, chứ đâu phải là nó không có. Dạ không, nhưng mà ba mẹ của anh ấy bắt anh ấy về buồn. À thì ba mẹ bắt về rồi, nhưng mà nó đã chuyển ra một thời gian rồi. Rồi chịu không? Dạ không. Mình cho người ta cơ hội. Dạ không. Chứ người ta lỡ thương em, rồi mà bây giờ em vậy nè. Ôi 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 ôi, chống nạnh nhìn kìa. Ôi sao vậy? Sao suy nghĩ gì? Dạ đâu có. Lâu lâu anh hơi bị thất thần chút xíu. Ôi ôi, con nói chuyện mà con cảm thấy là con bị hoang mang. Có biết bài Hoang Mang của Hồ Quỳnh Hương không? Dạ biết, từ từ anh sẽ quen với em nếu anh gặp em hoài. Dạ hả? Vài bữa nên anh xuống qua em nữa, ok không? Được không? Dạ, mấy anh chị chơi chung với em giờ quen tính em rồi cho nên thấy bình thường, tại mấy anh mới. Tại từ mấy anh quen. Nhưng mà em quen tính tụi anh chưa? Dạ chưa, anh em mình mới gặp nhau mà. Ít nhất thì phải gặp lâu lâu vài ba tháng mình gặp, hoặc là mình có kết bạn mình nói chuyện hàng ngày. Bây giờ anh muốn kết bạn em là kết bạn qua cái gì? Anh có xài Facebook hay Zalo? À Facebook. Có Zalo luôn. Có Zalo. Dạ luôn. Không mà hai cái anh hoạt động cái nào thì cái nào cũng hoạt động y như nhau á. Thì kết bạn ha. Ok. Thì phải. À mình kết bạn đi. Em đặt để mình kết bạn đi. Ai nghe anh nghe nói là em sợ bị bắt cóc hả? Ai đồn? Mẹ mới đồn kìa. Dạ không, này nhỏ thôi, bây giờ hết rồi. Khoan cho em lấy cái điện thoại em coi. Lấy điện thoại đi. Kết bạn bên nhau. Khoan khoan, anh khoan hả? Hả? Để em mở cái kết bạn của em. Anh có nhớ số anh không? Có chứ. Đâu phải anh muốn kết bạn là anh kết bạn từ từ. Không phải, tại vì cái điện thoại của em là em chặn hết trơn, không có ai kết bạn được hết, trừ khi em kết với người ta. May khí vậy là anh kết bạn. Sao em sao không cho ta kết bạn? Dạ không, ít thôi. Ít bạn nhưng mà không muốn nhiều bạn đúng không? Dạ không, không phải là không muốn nhiều mà nhưng kết nhiều mình cũng để đó, mình không có nói chuyện, không có tương tác á. Ồ ghê không? Tương tác à không. Đôi khi để đó câu like thôi em không thích đâu. Cái em thích sao? Nói non nha. Dạ nói chung thì mình kết bạn mình nói chuyện vậy đó. Đơn giản. Rồi trước khi kết thúc buổi trò chuyện này thì lời chào giống như Bigolai đi. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào một ngày gần nhất. Vậy được không? Là chào lại, hả? Chào bắt đầu rồi. Bắt đầu cái lúc mới like hả? Hello mọi người, lại là em đây, cô Vịt. Cô Vịt gì đâu mà nhanh lanh quá à. Kính thưa cô bác quý anh chị, để có được những cái chữ và đọc cho bé Nhí mà đọc cho cô bác quý anh chị nghe như ở trong clip á, thì thật ra thì phải có một cái người truyền cảm hứng, và người truyền cảm hứng không ai khác hơn đó là cô Út trẻ tuổi và đẹp gái như thế, dì Út trẻ tuổi và đẹp gái như thế này. Dì Út ơi, dì Út vì sao mà dì Út lại có một cái, không phải là cô giáo, dì chỉ là một người dì thôi, không phải là một cô giáo, thì từ đâu mà dì lại có một cái năng lượng tích cực để truyền cho Nhí như vậy? Dạ tại vì em thấy bé nó nhỏ mà nó thông minh, nó hiểu gì đó, rồi em dạy cho nó sơ lược thôi nhưng mà nó từ từ nó học hỏi, nó hiểu biết thêm nhiều gì đó, chứ thấy nó nằm chỗ tội nghiệp. Mà trong khi đó thì mẹ nó quá nghèo quá khổ đi mà nó ham thì đủ thứ hết trơn, nhưng mình dạy nó cái nào được thì dạy nó cho nó hiểu biết, đằng sau này nó có trí thức rồi nó mở mang chút, đằng sau này nó nên người, để nhiều khi nó không biết chữ cái nó ham cái gì nó cũng không biết hết, nhưng mà bây giờ dạy nó sơ lược mà bây giờ nó rất là gành luôn, nó hiểu chuyện là dữ dằn lắm. Nhưng mà dạ, đối với một người mà dạy chữ rồi, một đứa trẻ bình thường thôi, không, một đứa trẻ phát triển bình thường thì dạy là cũng đã khó rồi. Đúng. Và đặc biệt là dạy với nhí thì về cái tay chân thì khiếm khuyết không giống như các bạn thì khó nhất là lúc nào ha cô? Dạ, em thấy cũng đơn giản đó. Thì lấy cuốn sách ra cái mình dạy nó chữ cái dạy nó gấp dần mà nó rất là ham. Mình thử nên dạy nó hết chữ cái dạy nó gấp dần là nó tự hiểu rồi, nó tự gáp rồi, nó tự tìm hiểu thêm mình nên nói gì đó là nó hiểu, nó đọc được luôn. Vậy là có năng khiếu sẵn luôn. Dạ, nó có năng khiếu sẵn. Nhưng mà để cho dạy cho bé mà đọc với viết thành thạo như ngày nay thì mất bao lâu thời gian gì vậy? Viết thì tự nó học, nó mằn mò, mình dạy nó anh. Còn như em chỉ dạy nó chữ cái, dạy nó gấp dần rồi này kia, rồi dạy nó từ từ vậy đó, rồi nó mằn mò, nó học theo rồi nó hiểu biết nó gì đó. Mất phải mấy năm không? Không đâu anh, vài tháng à. Vài tháng là dữ lắm rồi. Thôi năm lúc nào có chỉ có trong vòng 1 tuần đổ lại thôi. Dạ, sao? Học hết chữ cái cả tháng. Em nói làm sao? Không, con học nhanh. Nhanh hơn. 1 tuần hả? Dạ. Chắc chắn không? Chắc chắn 100%. Nhưng mà không thì nói 1 tháng nhưng cho gọi là vậy thôi, chứ thật sự cái chữ cái học nhanh lắm. Cái thời gian nó dài quá đâu có nhớ nổi đâu. Bởi vì lúc đó nó nhỏ xíu mà. Dạy nó chữ cái, dạy nó gấp dần ha, rồi viết rồi thì nó tự học mình lên, nó như nó lấy sách ra đó anh, rồi nó tự học theo hoài vậy đó. Nhưng mà tại nó sáng dạ thôi. 1 tháng 1 là học hết mấy cái chữ mà đọc chữ gót như vậy luôn trời. Nó tại nó thông minh á, nó nhanh á. Nó viết kênh đó đó. Ốc chỉ thôi, còn chữ là em tự viết đó. Ồ, ghê ha. Quá giỏi luôn. Nhưng đâu có dạy nó nhiều đâu, dạy nó chữ cái, hết chữ cái gấp dần rồi tự nó học. Ba chỉ phải lo lại xíu ai về. Rồi thôi, cảm ơn dì Út rất là nhiều ha. Mọi người đã truyền cho bé nhí một cái năng lực để mà có thể có chữ thì mới có được những người bạn biết like tiên và mới tìm được những người bạn. Với em cũng đại diện gia đình cảm ơn mấy anh đã từ xa mà xuống tới đây phỏng vấn cho cháu nó đồ này kia đó, giúp đỡ nó đồ, em rất là mang ơn mấy anh. Rồi chúc dì Út sức khỏe nha. Xin chào, hẹn gặp lại dì Út. Rồi chào cô bác anh chị. Dạ xin chào cô bác và quý anh chị. Lại là bé Dịch đây. Lại là bé Dịch đây.